Dạ vâng, em Shop Hồng Đăng lại xin chào toàn thể các bác làm thợ bẫy thú rừng. Thì nhiều video em giới thiệu về tất cả những cái mẫu cạm ấy, thì có bác điện đến hỏi là có bán những cái phụ kiện như là lẫy và bàn đạp rời không. Thì câu trả lời của bên em là bên em có bán nhé. Đấy, có bán tất cả những cái lẫy từ cái số cạm số 12 cho tới là 33. Đấy, lẫy. Hoặc là các bác muốn đặt thêm cái bàn đạp này thì bên cơ sở là cũng có làm luôn cả cái bàn đạp này để gửi cho các bác này. Thì đối với các bác đi đánh ở trên rừng thì cũng biết đấy, rất hay là xảy ra cái tình trạng là khi các bác mang cạm đi đánh mà nó bị rơi hoặc là bị mất cái lẫy này hoặc là cái bàn đạp này các bác sử dụng này. Đấy thì cơ sở là phục vụ cho các bác là bán từ cái mẫu cạm 12 nhé. Đấy, các bác mua với số lượng nào thì bên em cũng gửi cho. Đối với các bác mà đi đánh mà bị rơi mất tầm 5-10 cái thì các bác có thể là đặt 5 hoặc là 10 cái lẫy hoặc cái bàn đạp. Còn về cái lẫy mà đã được liên kết với cái bàn đạp này thì cũng xin giới thiệu tới các bác là bên cơ sở làm rất là vừa vặn và chắc chắn cho các bác này. Đây là cái lẫy số 12 này. Đấy thì khi các bác ướm vào thì các bác có thể thấy này, đấy nó rất là vừa. Đấy, cái độ rộng vừa như thế này thì con thú nó nhẫm vào bốn cóc, bốn cạnh thì cái cạn nó đều sập được. Đối với các bác mà làm nó nhỏ quá ấy, hoặc là mua ở những cái đơn vị làm nó nhỏ quá thì khi con thú nó nhẫm chân vào thì cái tỷ lệ sập nó không được cao. Đấy, không được cao khi nó nhẫm trượt. Đấy, nó nhẫm trượt ra rè ngoài này mà mình không làm không tới thì nó sẽ không kẹp được chân con thú. Còn về cái cạm 16 đây cũng thế này, đây là cái lẫy của 16 nha các bác nhé. Đấy, 16 thì cũng làm vừa tầm. Đấy, vừa tầm ở trong lòng của cái cạm 16cm này. Đấy thì làm cái này thì đã được liên kết với nhau bởi dây thép ly. Đấy, dây inox nha các bác nhé. Đấy, các bác đảm bảo cho các bác rất là chắc chắn luôn. Đấy, các bác mua về các bác có thể thử. Đấy, giật ra giật vào được thì các bác không thanh toán mà nó cố định như thế này thì các bác thanh toán cho em này. Đấy, cái nào nhà em làm cũng rất là chắc chắn. Mà làm rất là đúng mẫu mã nhé. Đấy, các bác lưu ý là ở đây nó sẽ có một cái lẫy cuối cùng này. Đấy thì bên cơ sở là sẽ làm đến cái lẫy cuối cùng cho các bác. Đấy, để làm sao mà khi các bác ra cạn nó rất là vừa, các bác không phải chỉnh sửa lại. Còn là những cái phụ kiện bán rời như là dây thắng xe đạp này. Đấy, cái dây này thì để giữ cố định cái con thú khi nó bị dính này. Đối với cái dây này thì nó giữ được những cái con thú từ 5kg đổ lại. Đấy thì các bác khi đi đánh thì các bạn không có cái dây để giữ cố định cái chân con thú khi nó nhẫm vào ấy. Thì các bác có thể tham khảo cái này rất là rẻ thôi, chỉ có 2.000 đồng trên một cái thôi. Còn về những cái mẫu cạm mà bẫy thú rừng thì bên cơ sở là bán tất cả những cái mẫu cạm bẫy thú rừng nhá, từ mẫu cạm 12cm cho tới là 33cm hoặc là những cái mẫu cạm để bẫy chuột đồng. Đây là những cái mẫu cạm bẫy chuột đồng này. Đấy thì những cái mẫu cạm này thì anh em là chế ra để đi đánh cò đánh vạc thì bên cơ sở là cũng nhận chế cho anh em. Đấy, chế như thế này. Đấy, chế như thế này và anh em chỉ việc đi đánh này. Có cái bàn này đánh thì khi con cò con vạc nó nhẫm vào ấy. Đấy thì nó sẽ sập, đấy nó giữ chân cái con cò con vạc và anh em đánh. Đấy, một video ngắn thì xin giới thiệu tới anh em là những cái phụ kiện đấy bán rời khi anh em mua cạm về sử dụng mất, ví dụ như lẫy hoặc bàn đạp. Đấy, anh em nào xem được cái video này cần những cái phụ kiện rời hoặc tất cả những cái mẫu cạm thì anh em liên hệ trực tiếp cho bên em thông qua cái số điện thoại em để dưới tiêu đề ấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.